Nhận định soi kèo Sabies Box với 1 giờ ngày 27 tháng 5, vòng 9 vô địch quốc gia Na Uy, sân Sabies Box. Với những gì đang thể hiện, cộng thêm thành tích đối đầu thua kém, khả năng có điểm của Sabies Box trước 1 là không thực sự khả thi. Mùa giải trước 1 và bỡ đỡ Glimit đã tạo ra một cuộc đua vô địch vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Chung cuộc, Môn đã bị biến thành cựu vương khi một chút thiếu may mắn khiến họ chỉ có thể giành danh hiệu Á quân với 3 điểm ít hơn. Bước sang mùa giải mới 2022 này, các cầu thủ Môn đang đặt nhiều quyết tâm trong việc đòi lại ngôi quán quân. Quyết tâm đó đang được các cầu thủ Môn thực hiện tương đối tốt. Tuy chưa thực sự bùng nổ, nhưng việc giành tới 16 điểm ở 8 lượt trận đầu tiên phần nào đó mang tới sự yên tâm dành cho người hâm mộ. Trong bối cảnh đương kim vô địch bỡ đỡ Glimit đang thi đấu không tốt, việc Môn bắt kịp hai đội dẫn đầu vốn không được đánh giá quá cao về thực lực là Lillestrøm và Viking có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bên phần sân đối diện, các cầu thủ Sabies Box khởi đầu mùa giải tương đối ổn định với 3/5 trận thắng. Thế nhưng, sự hưng phấn này đã không được kéo dài khi hai vòng đấu liên tiếp gần đây đội chủ nhà đều trắng tay. Sau 7 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Na Uy, đội chủ nhà có 3 chiến thắng và hòa 1 trận. Họ đã giành được 10 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu này, Sabies Box là đội có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, cộng thêm thành tích đối đầu thua kém, để thua 3 trên 4 trận gần nhất, khả năng có điểm của các cầu thủ Sabies Box trước 1 là không thực sự khả thi. Bệ phóng cho thành công của một thời gian qua chính là hàng thủ thi đấu rất chắc chắn với việc giữ sạch lưới 3/4 trận đấu gần đây. Bên phần sân đối diện, 2/4 trận đã qua của đội chủ nhà Sabies Box đều kết thúc với tỷ số tối thiểu. Kịch bản về một trận cầu khan hiếm bàn thắng là hoàn toàn khả thi,